Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người lại quay lại với Pan TV. Mình từng là một du học sinh và bây giờ thì mình đã về Việt Nam và mình hiện tại bây giờ mình đang là một giáo viên dạy tiếng Hàn cũng như là dạy marketing. Ngoài ra thì mình còn là một travel blogger. Hôm nay thì là một cái video mà mình muốn chia sẻ tiếp tục về một những câu chuyện ở Hàn Quốc. Thì chắc chắn là nhiều người sẽ nghĩ rằng cuộc sống ở Hàn Quốc thì chắc là màu hồng. Do đó thì hôm nay thì mình muốn đổi chủ đề, mình không nói về những cái điều hay ho, những cái điều lung linh, huyền ảo nữa, mà mình nói về những cái điều, những cái mặt trái phía sau đó. Đầu tiên thì mình qua học Hàn Quốc, mình đi du học Hàn Quốc theo diện là học thạc sĩ. Mình qua năm 2013 và mình học chương trình đó thì thực ra là 2 năm, nhưng mà mình học rút gọn là thành 1 năm rưỡi. Mình học nhanh để mình ra trường mình đi làm. Đó. Mới đầu thì định là học xong 2 năm thì về nước rồi làm thôi. Thì mới đầu lúc mà chưa đi Hàn thì mình làm nhà nước. Rồi thì nhà nước chỗ làm nhà nước họ ký quyết định cho mình để mình đi học. Thì mình cũng nghĩ là chắc là học 2 năm xong thì về nước làm thôi. Đó, nhưng mà mình cũng hơi tiếc nên là nghĩ là thôi hay là học 1.5 năm đi, học nhanh lên để mình còn khoảng 6 tháng hay là mình có thể mình giãn thêm 6 tháng nữa để mình ở lại Hàn mình làm việc thêm 1 năm. Thì ra trường xong thì là thật ra là cũng không có kiếm việc được liền, tại vì lúc đó thì khả năng tiếng Hàn của mình nó vẫn còn kém lắm, mình không nói được tiếng Hàn. Qua Hàn thì tại vì học chương trình thạc sĩ là học chương trình bằng tiếng Anh nên không biết tiếng Hàn. Thì học xong chương trình thạc sĩ rồi thì mình bắt đầu mình kiếm việc. Mình rải hồ sơ khắp nơi luôn, khắp nơi Hàn Quốc luôn. Nếu không lầm thì hồi đó mình nộp trên 100 cái hồ sơ, trên 100 công ty nha. Tất cả những nơi luôn, tức là những nơi mà người ta tuyển người Việt hay là người nước ngoài nói tiếng Anh. Đó, lúc đó mình nói tiếng Anh thôi, mình không nói tiếng Hàn được. Sau đó bắt đầu mình thấy khó quá, mình thấy là mình nộp hồ sơ khoảng 1 tháng rồi không thấy ai gọi cả. Thì lúc đó mình cũng gọi là cạn kiệt tài chính rồi. Tại vì học xong thì thực ra là ba mẹ không cho lại. Ba mẹ không muốn mình ở lại làm việc với nó, muốn mình về. Xong rồi mình cũng quyết tâm mình ở lại. Thì khi mà mình quyết tâm ở lại thì bị gọi là bị cắt chi viện. Cắt chi viện thì xong rồi mình cũng quyết tâm. Nói chung là lúc đó cũng không có gì trơn. Qua Hàn học thì đi học theo chương trình của học bổng của trường. Xong rồi trường thì lúc học thì trường giáo sư có cho mình có trả lương cho mình làm việc cho giáo sư. Nhưng mà khi tốt nghiệp rồi thì đâu có làm cho giáo sư được nữa. Không còn cái gì để làm cả. Và lúc đó mình đi học, cái thời mình đi học á, thì cũng chưa có nhiều việc làm thêm giống như các bạn bây giờ đâu. Do đó lúc đó thì mình cũng rất là khó khăn. Và mình còn một cái máy tính cuối cùng thôi, một cái MacBook nha. Lúc mình qua Hàn thì mình không xài MacBook đâu. Mình qua Hàn, mình mua một cái MacBook cũ, mua 550.000 won, tức là đâu đó tương đương khoảng 11 triệu. Nhưng mà nói chung là mình cũng có cái năng, gọi là từ lúc đó mình cũng phát hiện ra là mình có năng khiếu buôn bán, khả năng khiến bán hàng sale đó. Thì tự nhiên mình bán cái máy tính đó, mình còn máy tính cuối cùng để mình bán để mình trang trải cuộc sống mà. Thì mình bán cái máy tính đó, mình bán được 650.000 won, tức là lời 100.000 won, lời 2 triệu đồng tiền Việt nha. Đó, máy tính xài cả năm rồi bán lại lời đó, xong rồi dùng cái tiền đó để mình trang trải cho những cái tháng mà còn lại mình ở Hàn. Xong rồi nói chung là trong mấy cái tháng ở Hàn mình cũng khó khăn và mình cũng nộp hồ sơ liên tục, rồi mình ráng học thêm tiếng Hàn. Tính tiếng Hàn khoảng trong vòng 3 tháng thì nói chung là lúc mình được một công ty nhận nha. Thì sau biết bao nhiêu cái đơn nộp đi thì cuối cùng mình có được 3 công ty gọi đi phỏng vấn. Một công ty ở Seoul và 2 công ty ở cái thành phố mà mình đang sống luôn, là thành phố Daejeon. Hồi đó mình qua học thì mình học thành phố Daejeon chứ không phải Seoul. Và sau đây thì mình cũng hơi hối tiếc một tí, tại vì mới đầu qua du học thì mình lại chọn thành phố Daejeon. Nó không phải là Seoul. Seoul thì nó sẽ có nhiều cơ hội hơn và mình sẽ có môi trường để mình phát triển tiếng Hàn hơn. Đó. Thì khi mình có 3 công ty gọi phỏng vấn thì một công ty ở Seoul là công ty về kiến trúc. Họ rất là đàng hoàng, họ chu cấp tiền cho mình để mình đi tàu điện lên Seoul để mình phỏng vấn luôn. Nhưng mà sau khi phỏng vấn xong thì mình thấy là cái điều kiện làm việc của công ty kiến trúc thì mình lại không có thích lắm. Đó là lần đầu tiên mình đổ vô một công ty kiến trúc ở Hàn Quốc nha. Mình học về quản trị kinh doanh, nhưng mà khi ra trường thì công ty đầu tiên mà mình đổ là làm về kiến trúc. Nhưng mà mức lương của nó thì rất là thấp, khá là thấp, thấp hơn cái mức mà gọi là mức giới hạn của Hàn luôn. Tức là lúc đó thì mức lương giới hạn ở Hàn thấp nhất là 1.200.000 won, tức là đâu đó khoảng 25 triệu tiền Việt. Thì mình mới vô làm tại vì làm intern, làm thực tập thôi, thực tập sinh 3 tháng. Người ta bắt mình phải làm thực tập sinh 3 tháng với mức lương 1 triệu won. Thì đâu đó khoảng 20 triệu mình không chịu. Sau đó mình cũng lưỡng lự, tại vì mình còn 2 công ty khác kêu phỏng vấn ở thành phố Daejeon nữa. Sau đó mình chờ thì sau đó thì mình được vô một công ty khác về làm về
mảng IT điện thoại ha, làm về mảng điện thoại, tức là bán các loại điện thoại về LG này, Samsung rồi đó. Thì mức lương lúc đó họ trả cho mình đó là ngang với cái mức tối thiểu luôn, là 1.200.000 won, và cũng thử việc 3 tháng. Sau đó thì họ sẽ tăng lên đó, họ hứa mình họ sẽ tăng lên. Thì đó là công việc đầu tiên mình kiếm được ở Hàn Quốc. Thì mình cũng trầy trật, tức là trong 3 tháng mà mình ở lại kiếm việc ở Hàn Quốc thì biết bao nhiêu người bạn đã rụng rớt rồi. Tức là có nhiều người bạn ở lại Hàn kiếm việc cả năm trời không kiếm được. Tại vì cái trường hồi đó mình học, qua trường qua học thì là học tiếng Anh, do đó là nó cũng là một cái bất lợi mà mình không biết tiếng Hàn, do đó là đi kiếm việc tiếng Hàn cũng rất là khó đó. Thì may mắn là mình được chọn vô công ty này. Tại vì lúc mà mình phỏng vấn thì mình cũng nói là mình không có gọi là, người ta cũng hỏi mình là có nguyện vọng của mình, lương mình muốn bao nhiêu, thì mình cũng nói là thôi thì nói chung là trả bao nhiêu cũng được, mình cũng chỉ muốn là gọi là có một chút kinh nghiệm trước, xong rồi sau đó thì có thể là nếu mà mình làm tốt thì người ta có thể trả mình thêm. Thì người ta cũng nói chung là người ta cũng đàng hoàng, người ta cũng trả cho mình cái mức gọi là tối thiểu luôn, không có phải là giống như là cắt bớt giống như bên kia thì người ta cắt bớt. Ví dụ như là bên Hàn thì thường mà khi mới đi làm thì người ta sẽ cắt bớt khoảng 15% tiền lương đó, để mà qua cái thời gian intern đó người ta mới trả full đó. Đầu tiên thì xong rồi mình chọn công ty này, mình vô làm. Thì nói chung là trong 3 tháng thì mình cũng kiệt quệ luôn, kiệt quệ là chính luôn, mình còn phải vay mượn thêm bạn nữa. Nhưng mà may mắn là mình kiếm được việc đó, kiếm được công việc đầu tiên ở Hàn Quốc với một mức lương là 1.200.000 won đó, là khoảng 25 triệu tiền Việt. Thì lúc đó mình ở Daejeon thì mức sống nó cũng thấp, tiền thuê nhà thì một tháng cũng khoảng có 3-4 triệu đó, tiền ăn thì cũng rẻ hơn ở Seoul. Thì đó là công việc đầu tiên mình làm ở Daejeon. Thì sau 3 tháng nha, mình vô mình làm, thì lúc đó thực sự là mình mới phát huy được là cái khả năng bán hàng của mình đó. Mới vào tháng đầu tiên thì mình tiếng Hàn mình còn kém lắm, mà tất cả những buổi training thì người ta nói bằng tiếng Hàn hết, mình nghe được chứ mất, mà lúc nào mình cũng nói là kiểm tra này, tức là mình nói là ok tôi ổn, nhưng mà thực ra là mình không hiểu gì hết. Lúc nào mình cũng dùng cái từ đó tới nỗi mà họ ám ảnh luôn, họ nói là lúc nào mà gọi tên mày á thì mày đều nói là kiểm tra này rồi. Đó là một cái ấn tượng dành cho họ. Nhưng mà tháng đầu tiên thì mình toàn là training, mình cũng chưa biết gì nhiều. Sau bắt đầu quá ba tháng thứ hai thì tại vì mình là một người gọi là cũng rất là nhanh nhạy, thì lúc đó là ở bên Hàn chưa có những cái kênh mà gọi là mạng xã hội bán hàng trên mạng xã hội nhiều. Lúc đó mình bắt đầu mình lập một cái trang, mình bán mạng xã hội. Qua tháng thứ hai cái là mình bắt đầu bùng nổ về doanh số. Thì tức là trong công ty đó cũng có những người nước ngoài bán điện thoại cho người nước ngoài rồi nha đó. Nhưng mà mỗi tháng thì trung bình là cái mức cao nhất á, thì có một cái chị đó người Trung Quốc, mà thị trường Trung Quốc thì mọi người biết rồi, rất là đông dân. Mà chị đó thì mỗi tháng chị bán đâu được cao nhất là khoảng 100 cái điện thoại, tức là mỗi ngày trung bình là chỉ bán được 3 cái đó. Thì chị đó là đang là top trong công ty, và công ty lúc đó thì cũng thực sự là không phải là lớn lắm, là một đại lý của các nhãn điện thoại thôi. Thì mình bán qua tháng thứ hai bắt đầu mình bán được gần bạn chị rồi, được 70 cái, hơn gần 80 cái. Thì mình bán qua các mạng xã hội, mình làm những cái video review sản phẩm luôn, mình bán luôn đó. Xong rồi người nước ngoài người ta coi được, người ta bắt đầu người ta mua. Thì lúc đó mình bán cũng khá là vất vả, nhiều khi cả đêm 1-2 giờ sáng mà khách hàng gọi luôn á. Khách hàng tự nhiên mình cũng không hiểu sao luôn, tự nhiên 1 giờ sáng, 1 giờ mấy giờ sáng điện người ta nói là sáng mai là tới tôi mua được không. Tức là người ta từ thành phố khác người ta tới mua luôn á đó. Xong rồi mình ok, gan gọi điện thoại nghe ok, xong rồi sáng sau cũng chuẩn bị cho người ta tới người ta mua đó. Thì tháng đầu tiên mình, tháng thứ hai đó, mình bán được hơn 70 cái điện thoại. Bắt đầu qua tháng thứ ba cái thì lúc này là nói chung là tiền lương của tháng thứ hai là sếp có thưởng rồi, sếp có thưởng thêm cho tiền hoa hồng, cho thêm 200.000 won nữa, tức là khoảng 4 triệu đó. Xong rồi qua tháng thứ ba bắt đầu là mình bán được gần 200 cái điện thoại, tức là lúc đó là gọi là bùng nổ về doanh số luôn. Xong rồi có một bạn người Trung Quốc nữa cũng vô cùng lòng với mình luôn, bạn đó cũng bán vừa cái chị kia luôn, bán vừa cái chị người Trung Quốc kia luôn đó. Bạn đó thì cũng không bằng mình nhưng mà cũng vượt luôn, tức là hơn 100 cái điện thoại luôn đó. Thì hai đứa bắt đầu đua nhau bán quá trời luôn, bán cho người nước ngoài. Xong rồi cũng làm ra những cái video. Bên đó thì ông sếp lại ông lại là người nói tiếng Anh giỏi nữa đó. Xong rồi ông là một người cũng dạng như là cũng nhanh nhạy với những cái trend mới đó. Ông cũng chịu khó làm những cái video cho mình đó. Sau đó thì sau này thì ông sếp này, cái người sếp này nè, thì bây giờ hiện tại đang sống ở Việt Nam. Sau này thì công ty này họ lại lâm vào cái tình trạng hơi khó khăn một tí, tại vì là cái mảng bán điện thoại thì bán được,
nhưng mà mình không hiểu là trong cấu trúc công ty sau đó thì nói chung là lâm vào cái tình trạng gọi là phá sản. Người ta phá sản, người ta tuyên bố phá sản. Sau đó thì người ta qua Việt Nam, người ta mở công ty ở Việt Nam. Và lúc đó thì mình cũng về công ty Việt Nam, mình giúp đỡ người ta. Đó, xong rồi mình không có, gọi là vẫn chưa, cảm thấy là vẫn chưa trải nghiệm đủ. Xong rồi mình lại bỏ đi Hàn lại. Đó thì đó là lần thứ hai mình đi Hàn. Mình về Việt Nam, mình lập công ty, mình giúp người ta được 6 tháng rồi. Xong rồi mình thấy không phù hợp. Lúc đó thì mình về Đà Nẵng chứ không phải về Sài Gòn. Xong rồi mình thấy không phù hợp lắm. Thì đó mình đi lại lần nữa. Và tiếp theo này, mình qua bên đó tiếp tục một câu chuyện khó khăn thứ hai. Lần sau mình sẽ kể tiếp nha. Rồi, hôm nay chỉ tới đó thôi, tán chuyện mọi người vậy thôi. Thì đó là những cái mình muốn nói đến những câu chuyện gọi là khi mà qua Hàn sống rồi á, thì có những lúc nó cũng rất là khó khăn. Thì trong cái lúc mà khó khăn của mình 3 tháng mà mình ở lại Hàn mình kiếm việc á, thì mình chỉ có trong tay 600 ngàn won, tức là khoảng 12 triệu tiền Việt thôi. Mà mỗi tháng mình phải trả từ 3 đến 4 triệu tiền nhà rồi. Đó, thì xong mà mình phải vượt bạn thêm. Rồi cái lúc đó thì mình ăn uống cũng rất là kham khổ. Đó, hầu như là ăn mì gói. Hầu như là ăn mì gói, hoặc là ví dụ như là trong nhà thì bà chủ nhà bà cũng tốt. Lâu lâu bà hay cho cơm, cơm không ăn với kim chi thôi. Đó, từ đó ăn với những cái món gọi là mình mua khô về nè, đó, mua thịt chà bông rồi chẳng hạn, hoặc là những cái đồ khô á về mình ăn, nấu cơm lên, xong rồi ngày nào cũng ăn một món vậy thôi. Xong rồi xin cô chủ nhà thêm kim chi để ăn. Thì từ lúc đó bắt đầu ghiền kim chi. Đó, thì xong rồi đó, tức là khi mà mọi người qua Hàn học hay là qua đó kiếm việc thì mọi người cũng đừng nghĩ là nó đơn giản, tức là mình cũng phải bỏ ra những cái khoảng thời gian gọi là rất là tuyệt vọng. Mình cũng nghĩ là hay là mình trở về Việt Nam đi, nhưng mà rồi sau cùng thì những cái gọi là những cái phấn đấu không ngừng nghỉ của mình luôn luôn tin rằng mình sẽ kiếm được việc ở Hàn Quốc. Thì đó, cuối cùng mình đã kiếm được cái công việc đầu tiên ở Hàn Quốc. Ok, nếu mọi người thích video hôm nay và mọi người muốn hỏi thêm những cái câu hỏi khác thì mọi người hãy để cho mình những cái comment nha. Ok, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. Anh nhau.